Ai ô xì mà, các bạn ơi, cái gì đây nhở? Wow, u chà, một thanh kiếm à các bạn ơi. Wow, u chà các bạn ơi, đây là một thanh kiếm của siêu nhân này, Captain America. Wow các bạn ơi, đấy có một em siêu nhân nhá. Chuyên 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 chuyên. Wow, ui y chà, cắt đứt lá luôn các bạn ơi. Wow các bạn ơi, cùng mình cầm thanh kiếm này đi chơi đi. Đi xem nào, xem có cái gì chém chơi đỡ buồn nhá. Hey, 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 đánh lá nào, đánh lá cây. Chiu 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 chiu. Ui các bạn ơi, cái gì đây? Wow các bạn ơi, cái gì nhỉ? U chà, cái gì đây? Wow các bạn ơi, ở đây có một em xe máy này, một em mô tô này, dính bùn nhá các bạn nhá, rất là bẩn. À cùng mình đem cái chỗ em đồ chơi này về để đi rửa nhá các bạn nhá. Xem nào có cái gì nào. Wow, một em máy bay các bạn ơi. Rồi cho vào đây luôn. Xem nào còn những gì nữa. Cái gì đây nhỉ? To thế, cái này to lắm này các bạn ơi. Wow, một em xe trộn bê tông, rất là to luôn các bạn ơi. Wow, cho vào đây nhá. Ai da. Ui các bạn ơi, một chiếc tàu lửa. Wow, tàu hỏa nhá. Ui xả cái gì nhỉ? Ui nhiều quá đây các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cảnh sát này. Wow, toàn đồ chơi to rồi các bạn ạ. Hôm nay mình nhặt được rất nhiều đồ chơi đây này. Ui một chiếc xe nữa này, nhiều quá đi. Đây nữa là xe gì đây? Wow, ui một chiếc xe cứu hỏa này. Wow, cho vào đây nhá. Uhu, nhiều quá đi các bạn ơi. Ui một chiếc xe buýt. Ây da, cho vào đây. Wow, một chiếc xe khổng lồ này các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe cẩu khổng lồ các bạn nhá. Rất là to. Ui dính nhiều bùn quá đi các bạn ơi. Chiếc xe này rất là to. Cho vào đây. Wow, nãy mình nhặt được rất nhiều đồ chơi này các bạn này. Ở đây là một chiếc xe cảnh sát này, để xem nhá. Ai da. Wow. Wow. Toàn lắm. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cảnh sát police car. Wow. Ok. Chiu chiu chiu. Wow. Ui. Wow. Các bạn ơi, mình sẽ rửa em máy xúc siêu to khổng lồ nhá. Wow, em này to quá đi các bạn ơi. Xem nào. Wow. Chiu chiu chiu. Wow. Ui. Ơ cái bàn chải của mình đâu rồi các bạn? Mình phải lấy cái bàn chải mình mới có thể rửa được chiếc xe này các bạn ạ. Đây rồi, đây rồi. Chiếc xe này nó rất là to các bạn ơi. Cho nên phải rửa bằng bàn chải nhá thì nó mới sạch được các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Đây, mình đánh sạch hết luôn. Các bạn thấy không? Đấy. Wow, chiếc cần cẩu máy xúc này rất là đẹp nhá. Đấy. Wow. Wow. Chiu chiu chiu. Wow. Wow, các bạn ơi. Đây là một chiếc máy xúc két. Wow, chiếc máy xúc này rất là xịn sò nha các bạn nhá. Cái này ở đây có cái để đi ủi đất này, còn cái này để xúc đất này. Wow. Quen 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 chiu quen quen quen. Quen nan 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 chiu quen quen. Quen chiu. Wow, một chiếc máy xúc excavator. Ok, rồi mình cho ra đây nhá. Wow, chiếc máy xúc rất là to luôn các bạn ơi. Để xem nào. Wow, một chiếc xe. Một chiếc xe buôn phải các bạn ạ. Wow. Chiu chiu chiu. Tỏ. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe đua Disney Dinoco. Wow, ui, em này có cái miệng đang nhếch mép này. Có đôi mắt rất là cute nhá. Ui, các bạn ơi, đây này, lốp màu xanh này. Màu này là màu đen này. Ấy, hai bên này là màu đỏ luôn. Ui, em này là một chiếc xe đua Disney Dinoco. Ok. Wow. Quá là xịn sò luôn các bạn ơi. Wow, chiếc xe gì đây? À, đây là chiếc tàu các bạn ơi. Đấy, ui rồi lật luôn. Wow. Đây này. Chiu chiu chiu. Wow. Chiu chiu chiu. Toáng. Hello. Các bạn ơi, đây là một chiếc tàu tuần tra của cảnh sát biển đấy các bạn ơi. Một chiếc tàu tuần tra nhá. Đây này, có cả súng bắn nước này. Đấy, có máy tời ở đây này các bạn này. Ở đây có chiếc cần cẩu bé xíu này các bạn này. Thấy không? Chiếc cần cẩu bé xíu luôn. Đấy, để câu cá đấy các bạn ơi. À, một chiếc tàu nhá. Ok. Rồi, mình cho ra đây. Tiếp tục nào các bạn ơi. Ui, xôi các bạn ơi.
một chiếc cần cẩu có cả rơ móc luôn này. Đây, em này xịn xò chưa? Wow, u xà các bạn ơi. À, nối rời luôn này, một chiếc rơ móc nhá, rơ móc cẩu. Đây, lắp vào đây này các bạn này. Đấy, một chiếc cần cẩu rơ móc. Wow. Ok, mình cho ra đây nhá. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow. Chiu chiu chiu. Toáng. Hello, Zidi Zoller. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe lu. Đấy, một chiếc xe lu màu vàng nhá. À. Ok. Rồi. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. À, em xe gì đây? Wow. Toáng. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải quân đội. Đấy, một chiếc xe tải quân sự nhá. Đấy, có bạt quân đội này. Đấy, chiếc xe tải quân đội rất là đẹp luôn các bạn nhá. Trong này có thể chở đạn dược hoặc là lính chở quân này các bạn này. À, một chiếc xe tải quân đội. Ok, mình cho ra đây nhá. Hay cha. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, gì đây? Chiu chiu chiu. Toáng. Wow, một chiếc tàu hỏa Thomas Train. Ok. À, hello. Hello Train. Hello, I am Train. À, bạn ấy bảo là xin chào. Tôi là tàu hỏa đây. Một chiếc tàu hỏa Thomas Train. Ok. Come on, come on. Wow, một chiếc xe ben rất là to luôn các bạn ơi. Đấy. Chiu chiu chiu. Wow. Chiếc xe ben này to thế nhỉ. Chiu. Wow. Giết đi đúng chắc. 30 tấn. Một chiếc xe ben 30 tấn rất là to các bạn nhé. À, có thể đổ ben được cái này các bạn này. Đấy, mở ben này. Ôi da. Một chiếc xe ben. Ok. Wow. Hơi bị đẹp luôn các bạn ơi. Hi sa. Chiu chiu chiu. Toáng. Wow. Một chiếc ga bê chắc xe rác các bạn nhá. Ok. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, pam. Chiu. Hello. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc máy bay chiến đấu quân đội. Đấy. Một chiếc máy bay nhá. Ok, rồi mình cho ra đây. Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc máy bay này. Wow, mình đang đi chơi ở trong vườn các bạn ơi. Mình thấy được có một chiếc máy bay ở trong vườn ấy. À, mình xem nào. Wow. Ở chiếc máy bay này nó có cái nút bấm ở đây này các bạn ơi. Mình sẽ bấm thử nào. Wow. Ô chà. Wow. Ô chà. Wow. Wow. Một chiếc máy bay trực thăng các bạn nhá. Wow các bạn ơi. Cái gì đây nhở? Wow, mình sẽ tắt cái này xem nào. Wow các bạn ơi, ai vứt đồ chơi ở đây này các bạn này. Rất là nhiều đồ chơi nhá. Wow, mình xem nào, cái gì đây? Wow, một chiếc xe cứu thương à. Wow, cho vào trong rổ luôn các bạn ơi. Wow, ai vứt ở đây ấy. Wow, một em xe ben này các bạn này. Wow, ui nhiều đồ chơi thế nhở. Ai vứt rất là nhiều đồ chơi ở đây này các bạn này. À, đây là một chiếc xe cứu hỏa nhá. Wow, quá là nhiều luôn các bạn ơi. Ui, không biết xe gì luôn. Cho vào trong này đem về các bạn nhá. Wow, một chiếc xe này mình đoán không nhầm là một chiếc xe quái vật các bạn ạ. Rồi. Wow, một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Nhiều đồ chơi quá đi. Wow, cái gì đây? Wow, một chiếc xe đầu kéo này các bạn này. Nhiều thế nhở. Wow, một chiếc xe tải này. Wow, ui quá là nhiều luôn các bạn ơi. Wow, máy xúc này các bạn ơi. Wow. Wow, ui một chiếc máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu đầu to nhá. Máy bay này đi khỏe lắm. Bay rất là cao các bạn ạ. Ui, một chiếc xe tải. Ok. Wow. Ui, các bạn ơi. Wow, ở đây có một chiếc máy bay rất là to này các bạn ơi. Này, một chiếc máy bay trực thăng cực kỳ to luôn này các bạn này. Wow, mình sẽ cho vào đây nhá. Này các bạn ơi, nãy mình nhặt được một chiếc xe máy xúc cực kỳ to. Một chiếc máy xúc bự nha. Mình cho xuống nước tắm nào. Wow. Ui chà, cái này cực kỳ bẩn luôn. Wow, ui chà. Ui, các bạn thấy bẩn không? Wow. Ui chà.
Wow, thủy lượng rất là thích luôn các bạn ơi. Wow, đổi bên nào. Wow, các bạn ơi, một chiếc máy xúc quá là to luôn này các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Ai da, một em excavator. Wow, có cái xúc nước này các bạn này. À, của mình múc nước nha. Xem nào, múc nước này. Chiu, hoen hoen hoen. Chiu, hoen hoen hoen. Chiu, hay sao? Hoen, chiu. Wow, các bạn ơi, một em excavator. Ok, cùng mình cho ra đây nhá. Wow. Rồi, nào, cùng mình rửa tiếp nào các bạn ơi. Xem em này là em gì nào. Wow. Chiu chiu. Toáng. Ấy, em này dính cái gì đây? À, các bạn ơi, đây là một chiếc xe buýt Tayo. Hello, hello. GT Tayo Bird. Ok, cho ra đây nhá. Đấy, chiu. Wow, rửa em nào đây? À, mình rửa em này đi. Em này là em xe gì đây? Xem nào. Wow. Ui, chà. Wow. Oh, em này bẩn quá. Ai xà. Chiu chiu chiu. Ai ô xì mà. Wow, gì tí. Phải chắc. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa này. Các bạn nhìn thấy hai cái bình đựng nước không? Hai cái bình đựng nước này rất là to nhá. Đấy, trên này có cả một khẩu súng bắn nước cũng rất là to luôn. Ở đây có đèn đỏ này, bên này có đèn xanh này các bạn này. Đây là đèn cứu hỏa nhá. Wiu 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 wiu. Hay sa. Ok. Cho đứng ở đây cho cute đi. Đấy. Xa. Quá đẹp luôn các bạn này. À, em này em gì đây? Wow, em này nhìn khổng lồ chưa? Ui, em này lốp rất to luôn các bạn ạ. Ai giả đi dưới nước luôn nhá. Ấy giờ, em này quá to, không biết em gì vậy. Wow. Chiu chiu chiu. Ấy giờ, hello, ZT, ZT Chuck Mixer. Một em Mixer Chuck. Em này là một em xe trộn bê tông này các bạn này. Em này có đôi mắt cute luôn. Lốp thì rất là to nhá. Một em xe trộn bê tông đấy các bạn ơi. Ok, nào cho ra đây nhá. Wow, chà, chiu, chiu, chiu. Isa. Xem nào, em này em gì đây? Wow. Ui, một em xe máy cũng rất to luôn. Các bạn ơi, hôm nay mình đi nhặt đồ chơi nhá. Mình nhặt được rất là nhiều xe to luôn. Xe nào cũng to. Đấy. Chiu chiu chiu. Toáng. Ê xà. Gì đi mô tô. Ui xà. Wow. Có cái gì đây? Ui xà. Wow, một em mô tô các bạn ạ. Ok. Chiu. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow. GT Plane. Một em máy bay chở khách Airbus. Đấy, có 2 tầng nhá các bạn nhá. 2 tầng là cho hành khách ở 2 tầng luôn. Một em máy bay Airbus màu đỏ nhá. Ok. Ui rồi đi dưới nước luôn này các bạn này. Đấy, em đi dưới nước mới xịn sò luôn. Nào tiếp tục đi các bạn ơi. Wow. Wow, em này bẩn quá. Chiu. Đấy giờ. Hello, GD Police Car. Một em xe bán tải các bạn ơi. Xe bán tải cảnh sát nhá. Này có đèn xanh đỏ trên đầu này các bạn này. Đấy, có chữ Police. Đó. Quay, lốp quay tít luôn. Đấy. Wow, lốp này quay cũng kêu này các bạn. Wow,
một em xe bán tải cảnh sát nha các bạn nha. Police car. Ok. Chiu. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, em này em gì đây? Chà. Wow. Các bạn biết xe này là xe gì không? Em này là một em monster truck. Em này là xe tải quái vật nhá, xe tải quái vật monster truck. Ok. Chiu. Wow, ai ô xì mà, em này em gì đây? Chiu 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 chiu. La 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 la. Chiu chiu chiu. Tỏng. Wow, các bạn ơi. Một chiếc tàu hỏa Thomas. Tàu hỏa Thomas trên. Đấy, em này có cái mặt các bạn nhìn quen không? Một em Thomas nha. Hello. À, một chiếc tàu hỏa nè. Ok. Rồi. Wow. Ở ngoài kia có cái gì này? Cùng mình đi ra xem nhá, các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe tăng này. Wow, chiếc xe tăng này màu vàng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ui, cái gì đấy? Cái gì nhỉ? Ui, nó vừa kêu cái gì ấy các bạn ơi. Để mình xem nào. Wow, à đây này, ở đây có nút bấm này các bạn ơi. Wow. Wow. Ui chà. Wow. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe tăng này. À, mình nhặt được các bạn ạ. Tự nhiên mình đi chơi mình nhặt chiếc xe tăng. Ui, ở kia có cái gì đấy các bạn ơi. Wow, cái gì nhỉ, để mình xem nhá. Wow, ui, cái gì đây. Wow, cái gì nhỉ. Wow, cái gì đây. Wow các bạn ơi, rất là nhiều đồ chơi ở đây này. Wow, nhiều quá đi các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe cần cẩu này các bạn này. Wow, mình cho trong rổ luôn. Ây da, wow. Ui, một chiếc tàu thủy này các bạn ơi. Wow. Wow, một chiếc xe đổ rác nha. Ây, nhiều quá các bạn ơi. Đây đã này, một chiếc tàu hỏa nha. Rồi. Wow, rồi, một chiếc xe đua các bạn ạ. Wow, nhiều quá đi này các bạn ơi. Cùng mình nhặt đem về đi tắm rửa cho các em ý các bạn nhá. Đây toàn những cái xe bị dính bùn nữa các bạn ạ. Đây này. Wow, một chiếc xe tải quân đội này các bạn này. Wow, mình nhặt được nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Wow, một chiếc xe ben này các bạn này. Wow. Ây da, một chiếc máy bay. Wow, các bạn ơi. Ui, ở đây là một chiếc cần cẩu máy xúc siêu to khổng lồ này các bạn này. Một chiếc máy xúc bự nha. Wow, mình cho ở đây các bạn ơi. Đây là một chiếc máy bay trực thăng nha các bạn nha. Mình sẽ rửa em máy bay trực thăng này nào. Wow, ui chà. Wow, em này rất là bẩn luôn các bạn ơi. Wow. Wow. Chú chú chú. Đấy. Wow. Wow các bạn ơi, mình đã rửa được một chiếc máy bay trực thăng rồi này. À đây là một em máy bay trực thăng có thể mở kính được này các bạn ơi. Đấy, mở kính nhá. Đấy, mở cửa được luôn. Xem nào. Wow, mở cửa luôn. Trong này là để chở những cảnh sát để đi cứu hộ với lại đi chiến đấu nhá. À đây này, có cả cần cẩu ở đây này. Có cái dòng dọc móc ở đây này các bạn này. Có thể quay xuống này. Đấy, chiu chiu chiu. À để cẩu nhá các bạn nhá. Cẩu hàng, một chiếc máy bay trực thăng nhá. À cái này mở được này các bạn này. Ở trong này là chở quân này các bạn này. Đấy. Wow, máy bay xịn xò chưa. Ui, mở cửa luôn. Ây da. Các bạn ơi, đây là một chiếc máy bay trực thăng nhá. Ok. Rồi, cùng mình đi rửa đồ chơi tiếp nào các bạn ơi. Wow, lại một chiếc máy bay nữa này các bạn này. Wow. Hello. Wow các bạn ơi, đây là một chiếc máy bay chiến đấu. À, một chiếc máy bay chiến đấu quân sự nhá. À, cái này rất là to này, bay rất là khỏe này các bạn này. Ok, rồi, cho ra đây nhá. Wow. Tiếp tục nào các bạn ơi. À, em này em gì đây? Hey, stop. Chiu chiu chiu. Wow các bạn ơi, đây là một chiếc xe đầu kéo này. À, một chiếc tractor.
Ok. Wow. Rồi, xem nào. Wow. Không biết em xe gì luôn các bạn ơi. Toáng. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa này. Đấy, một em fire rescue. À, một em xe cứu hỏa cứu hộ nhá. Wow, trên này có khẩu súng bắn nước này. Ok. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Ấy xa, em ấy xúc này bẩn quá. Chiu. Wow, GD Acavito. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc máy xúc nha. Ok. Đấy, cùng mình đi rửa đồ chơi nhá. Nãy mình nhặt được rất nhiều đồ chơi bẩn đây này các bạn này. Đấy. Chiu chiu chiu. Wow. Wow. Hello. GD Đúng chắc chắc tờ. Các bạn ơi, đây không đơn thuần là một chiếc xe ben nhá. Đây là vừa một em xe đầu kéo mà kéo theo một cái ben luôn các bạn ạ. Đấy, đổ ben ở cái này các bạn này. Đấy, các bạn thấy xịn sò chưa? Đậy nắp nhá, mở nắp này. Đấy, một chiếc xe ben, đổ ben. Đấy, wow. Ok. Wow, tiếp tục nào các bạn ơi. Ui, em này em gì đây? Chiu chiu chiu, toáng. À các bạn ơi, đây là cái cửa auto này. Nó ghi là auto có nghĩa là cái cửa này sẽ tự động mở nhá. Rồi, chiu. Ây, mở cửa này. Trong này là khoang lái này. Rồi, hành khách ngồi đây này. Ây xà, em này xịn xò thế nhở. Em này là xe gì đấy các bạn? À, các bạn ơi, đây cũng là một em xe cứu hỏa này. Đấy, fire engine. Wow. Ok. Quá nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Xem nào. Wow, em xe gì đây? To thế nhở. Chiu chiu. Toáng. Mixer chắc. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe trộn bê tông đầu kéo nhá. Đấy, này, cái này để quay này. Rồi. Đấy, có bậc thang lên đây các bạn nhá. Đấy, không đổ bê tông ở đây này. À, đây là cái bậc thang này, đổ bê tông vào đây này các bạn này. Wow. Ok. Rồi, mình cho ra đây đứng nhá. Ai chà, quá nhiều xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Xem nào. Wow, một chiếc xe tải. Chiu chiu, toáng. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải chở hàng này. Đấy, chở hàng ở trong này nhá. Xong rồi đóng cửa vào. Wow, một chiếc xe tải chở hàng. Ok, cho ra đây nào. Tiếp tục nha các bạn ơi. Xem nào. Wow, em này làm gì đây? Pizza. Toáng. Wow, police car. Đấy, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cảnh sát nhá. Có ba đường sốc ở đầu này, rất là khỏe này. Em này đi cũng rất là nhanh luôn nhá. Một chiếc xe cảnh sát Hummer. Ok. Wow. Hi. Tiếp tục nào các bạn ơi. Ấy giờ em gì đây? Toáng. Wow, monster chắc. Một chiếc xe tải monster. Ai. Ok. Wow. Ui, lại một em xe nữa. Toáng. Wow các bạn ơi, đây là một chiếc xe chở nước hay là một chiếc xe chở dầu nhá. À, trong này có nước này các bạn này. Đấy. Wow, một chiếc xe chở nước. Ok. Hết xa.